Không phải là phải đánh người ta một cái mới gọi là tội đâu. Người ta gọi là giết người bằng gươm, bằng dao thì chưa thực sự là ác. Giết người bằng môi, bằng miệng đó, bằng lưỡi của mình đó, bằng cái ngôn từ của mình mới thực sự là ác. Một trong những cái mà đứa trẻ nó mê game đó là nó vì nó đang bị tổn thương, nó bị chán. Và chán thì có thể là chán cha mẹ nó, mà chán đây cũng có thể là chán thầy cô nó. Hoặc trường hợp thứ ba đó là chán luôn cả hai cái đối tượng đó. Vì sao? Hai đối tượng nó suốt ngày cứ chê nó học dốt. Nếu mà chê nó học dốt thì phải nói là dốt cái gì? Anh chị chỉ vào tôi và nói Phong, à bạn học môn toán không phải là môn giỏi của bạn. Tôi đồng ý ngay, tôi không có phủ nhận gì cái này hết trơn đó. Nhưng mà anh đừng có nói chung chung là tôi dở. Mà nhưng mà nhiều phụ huynh cứ hay nói nè, nó học dở lắm thầy, nặng đô hơn tí nữa, nó học dốt lắm thầy, à, nó học chậm lắm, cứ nói vậy đó. Những cái lời nói nó khủng khiếp vô cùng, nó làm cho đứa trẻ càng ngày càng có lại, có lại, có lại, có lại. Và cuối cùng nó chán cái việc học luôn. Cho thỏa anh em ai ở đây mà gọi là mình đi lên công ty mà ông rồi cứ bị chê, mình không còn muốn ở công ty đó nữa. Đi làm á mà ngày nào người ta nói em làm việc gì kỳ vậy, thôi em nghỉ đi chứ, làm việc gì kỳ vậy. Ngày nào mình cũng nói như vậy là người ta không còn muốn làm việc ở công ty nữa. Đó, cái lời nói mình nó khủng khiếp lắm. Nhưng có nhiều người đã làm cho cuộc đời mình khổ cực chỉ vì cái miệng của mình suốt ngày cứ chê con của mình. Cái miệng của mình suốt ngày cứ chê người này người kia. Cái miệng của mình nó tạo ra tội đấy. Anh em Dung à, vì tất cả những hành động gì mà làm tổn thương người khác, làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta lo lắng đều là tội. Chứ không phải phải làm một cái gì đó mới là tội đâu nhé. Không phải là phải đánh người ta một cái mới gọi là tội đâu. Người ta gọi là giết người bằng gươm, bằng dao thì chưa thực sự là ác. Giết người bằng môi, bằng miệng đó, bằng lưỡi của mình đó, bằng cái ngôn từ của mình thực sự là ác. Còn có những người dùng ngôn từ mà hành hạ người ta cả cuộc đời, làm cho người ta sống còn không bằng chết, cảm thấy luôn luôn ở trong cái trạng thái tội lỗi, ngu ngốc. Cái người mà làm ra cái việc đó là cực kỳ ác. Và cuộc đời của những người đó thì cũng chẳng có gì sáng lạc. Nên hãy dừng ngay cái hành động chê con mình. Đừng nói con mình dốt nữa. Nếu mà mình thấy con mình học dở môn gì thì mình nói ngay là đây không phải là thế mạnh con tôi. Thế mạnh con tôi là phải chỉ cho bằng ra cái thế mạnh của con mình, để cho con mình nó tự tin. Tại sao những đứa trẻ khi nó đến với thầy, à cả hàng ngàn, hai ngàn, ba ngàn gì, khi nó đến những lớp học của thầy, nó cảm thấy yêu mến thầy. Tôi cũng chả có bí kíp gì vĩ đại, chỉ đơn giản là tôi nhìn thấy được tài năng của đứa trẻ đó là gì, và tôi biết nó cần hỗ trợ cái gì, chấm hết. Chứ tôi không có xem đứa nào là đứa ngu hết. Ai mà hiểu được điều này là con của mình nó không rơi vào trạng thái số 2 của mê game. Trạng thái số 2 của mê game là tổn thương và buồn chán. Thì tổn thương là có thể do tinh thần là cha mẹ nó không còn ở bên cạnh nhau, hay là gây gổ nhau, bất hòa, không có yêu thương nhau mỗi ngày, làm cho nó phải sống trong cái trường năng lượng rối loạn đó. À, suốt ngày cứ bắt lỗi nhau, suốt ngày cứ chửi bới nhau, suốt ngày cứ nghi ngờ nhau. Khi một đứa trẻ sống trong cái trường năng lượng đó mà biểu nó yêu việc học là tôi chào thua, không được, tôi cũng không làm gì được. Anh em hình dung chưa? À, bởi vì cái trường năng lượng đó nó quấn lấy con của mình, nó làm cho nó mệt mỏi. Và một trong những cái lý do làm cho con nó chán nữa đó là cái việc học của nó. Bởi vì học sinh thì cái việc chính của nó là đi học. Nó đi học, nó gặp những người thầy cô, hoặc là nó đi về nhà, nó gặp những người cha mẹ mà suốt ngày cứ chỉ vào điểm yếu của nó mà moi móc, ha, mà gọi là chê bai, mà không có chịu nhìn vào điểm mạnh của nó để khen tặng khích lệ. Ngày xưa tôi đi học, tôi làm chỉ huy liên đội là thôi ngon lành lắm. Tôi có nhiều ý tưởng, ý kiến, ha. Rồi tôi làm rất là trách nhiệm, đâu ra đó, ha, nhanh nhẹn đâu ra đó. Mà vô hiểu học toán là tôi 6-7 điểm là mừng. Có cái năm lớp 10 bị thi lại nó mới gớm chứ. Anh chị em mình chung à. Nên là bây giờ nếu mà người ta chỉ vào cái chỗ yếu của mình đó, người ta chê mình thì mình chịu thôi. Mình nói đó không phải thế mạnh của tôi, nhưng mà mình phải đầy đủ niềm tin rằng à, thế mạnh tôi nằm chỗ khác. Bởi vì lần này tôi đến với thế giới này, tôi không phải để trở thành Ngô Bảo Châu. Anh em hình dung ý này chưa? À, nếu mà mình xác định được cái điều này rồi thì mình nhìn đứa trẻ nào mình cũng thấy nó đáng yêu.